Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tạc Jimmy. Thì clip tiếp theo của ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại một cái web game mà dạo gần đây, mấy ngày gần đây được anh em ủng hộ rất là nhiệt tình. Đó là hải tập mới.com. Một web lậu phải nói là ưu đãi khủng khiếp. Và anh em, mình cảm thấy anh em rất là thích cái series game này. Cho nên mình nghĩ là chắc mình sẽ làm thường xuyên về cái web này luôn cho anh em nha. Rồi, ok, như thường lệ thôi, chúc anh em một ngày vui vẻ. Xem clip của mình thì hãy ủng hộ cho mình nhiệt tình như mỗi ngày. Hãy kích quảng cáo thật là nhiều cho mình thôi các bạn ơi. À quên, ý mình là like video, subscribe và đăng ký kênh và kích quảng cáo. Phải nói đầy đủ như vậy anh em mới biết được. À ok, mình đã nói cái này rất là nhiều lần rồi cho nên mỗi clip thì mình đều nhắc một xíu thôi. Cho nên mong là anh em cố gắng ủng hộ cho mình nha, trong cái thời gian này để mình có thể đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra, cũng như là tinh thần và động lực của mình sẽ có rất là nhiều nếu mà anh em ủng hộ cho mình đấy. Rồi ok, quảng cáo thì sẽ xuất hiện ở giây thứ 10 trong video, cũng như là phút thứ 1, phút thứ 5 rồi đó. Anh em nhớ mấy cái mốc đó mình hay đặt cố định đó, anh em nhớ rồi tới đó kích cho mình là được. Rồi ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận cô dê luôn, tại vì lâu lắm rồi các bạn hỏi mình rất là nhiều về cái việc nhận cô dê, cho nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn nhận cô dê. Ngoài ra thì mình cũng có một thông báo luôn là ngày hôm nay đúng vào 10 giờ các bạn, thì nó đã ra một cái server gọi là server A đây, 10 giờ nhớ các bạn. Đây server 1 là ai chứ không phải là server Luffy. Bình thường là sẽ là Luffy, còn bên đây thì lại là server 1 là ai. Đúng 10 giờ trưa nhớ các bạn. Đó thì nó sẽ ra server này và các bạn có thể truy cập vào chơi. Nó sẽ có một sự kiện như sau. Ví dụ là anh em nhớ đua top á. Đây, các bạn đua top có 5 cái hình thức, đó là cấp độ, đấu trường, thủ bạn và treo thưởng và danh vọng. Đó. Các bạn đạt top 1 thì sẽ được vàng, top 2, top 5 và top 6 top 10. Đó. Nói chung là cố gắng nằm trong top 10 là được. Rồi, nói chung là sự kiện nó có mấy cái cũng mình cũng thấy không có gì là hay ho đâu. Mình thấy không có gì đặc biệt lắm. Rồi không biết bây giờ có truy cập vào được game không ta? Tại vì server test nó đã bay mất tiêu rồi các bạn, nó không còn server test nữa, cho nên những cái con ạc lúc trước mà có ngon như thế nào thì chắc là bị xóa rồi quá. Giờ mình đăng ký lại con ạc mới mình chơi thử đi. Tên đăng nhập là mình chơi anh em. Mình chơi lại một anh em. Vua hải tặc. Email là a@gmail.com. Nhập số điện thoại 0123456789. Mật khẩu là vua hải tặc. Đó, anh em nào muốn chơi thì cứ lấy ạc mình mà chơi. Đăng ký. Rồi thành công rồi đó. Không biết là server này vào được chưa ta? Mấy chủ đang bảo trì các bạn ơi, mình không hiểu tại sao lại bảo trì nữa. Nói chung là không biết làm sao đây nữa. Rồi ok. Và một điều nữa là ở server test cũ thì mình mới nhận được cô dê, chứ mình không có biết là sau khi server A nó ra thì có nhận được cô dê không, nhưng mà mình cũng sẽ làm clip chỉ cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ vào đại một cái game nào đó để mình chỉ cho bạn nhận cô dê. Ok, hiện tại thì mình đang vào app Vinh Mi của mình. Nói chung là tạm thời mình cứ vào Vinh Mi đi, tại vì nó đang bảo trì không thể nào vào được cái đó. Phải chịu thôi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ chỉ các bạn nhận coje nha. Cái link coje thì mình đã để ở dưới phần mô tả của clip trước rồi. Và clip này thì cũng vậy, mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào đó để các bạn sẽ theo dõi được chi tiết những cái mã coje. Không biết là bây giờ còn nhận được hay không. Đây. Ok, ở đây có rất là nhiều coje, chúng ta kéo đi là mệt luôn á. Nói chung là rất là nhiều. Đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái đi. Ở đây thì các bạn thấy là có bốn cột là có hiển thị số. Đây là cột A, các bạn chú ý là chỗ cái xanh mà mình gần khoanh ra. Đây, đầu tiên là A, B, C, D, các bạn nhìn ở trên á. Đó. Đó, ngay cái chỗ xanh xanh nè, các bạn nhìn lên, nhìn thẳng lên là thấy cột B đúng không? Bên đây thì các bạn nhìn lên là cột A, đây là cột C, đây là cột D. Đó. Đó. Thì cái cách nhận con dê, ví dụ như bây giờ là trò của mình đang gạch, đây là con tinh linh. Đây là con tinh linh Sandinella, một tinh linh khá là lạ, nhưng mà mình nghĩ là nó là tinh linh khá mạnh đấy các bạn. Có cả tinh linh nhóc con, tinh linh Winnie nữa. Ôi trời ơi, quá trời tinh linh luôn. Con tinh linh này là tinh linh Berry nè. Rồi ok, ví dụ như các bạn muốn nhận con tinh linh Vedana này thì các bạn nhìn sang cột A, nó sẽ có một cái mã, đó là 110004, 110004. Đó,
các bạn thấy chỗ mình khoanh vùng màu xanh không, thì đó chính là cái mã của gie mà chúng ta nhận. Rồi cái cách nhận của gie bạn rất là đơn giản thôi, các bạn có thể copy và các bạn có thể ghi nhớ số thì bạn nhấn luôn. Bây giờ bay con Verona này là 1100004 thì các bạn sang game. Ok, các bạn sang game, các bạn vào lẻ bao, các bạn nhận con dê thì các bạn nhấn là 1100004 đó, cái mã con dê mà cái mã số mà nãy mình đã nói. Sau đó các bạn sẽ xẹt một, và cái dấu xẹt thì không phải như cái dấu xẹt mà bữa mình làm clip cho các bạn nha, cái dấu xẹt này mới đúng nè, cái dấu xẹt thẳng xuống đó, thẳng xuống luôn chứ không có méo. Bữa mình là dùng cái xẹt này, các bạn thấy không? Đây hai cái xẹt khác nhau hoàn toàn, một cái là nghiêng, một cái là thẳng, thì cái xẹt thẳng mới là cái đúng nha. Đó các bạn xẹt xẹt như vậy là đúng. Cái dấu xẹt đó thì các bạn nhìn kế bên nút enter á, kế bên nút enter và ở trên nút shift các bạn sẽ thấy một cái nút có hai cái ký hiệu, đó là xẹt thẳng và xẹt nghiêng sang bên tay phải đó. Đây nè, đó có hai cái nút này, hai cái xẹt này, một cái xẹt thẳng và một cái xẹt nghiêng của bên phải. Thì các bạn nhấn vào cái nút đó, các bạn nhớ đè shift nha, các bạn đè shift rồi các bạn nhấn vào cái nút đó thì nó sẽ ra cái gạch thẳng như thế này đó. Thì các bạn cách nhận con dê là các bạn nhập cái mã của cột A, rồi các bạn xẹt, rồi sau đó các bạn xẹt xong thì các bạn sẽ nhập cái số lượng mà các bạn muốn nhận. Thì ở bên đây nó có ghi số lượng luôn rồi. Ok, làm lại cho bạn coi. Đây ở bên con Verona thì ở cột D, cột A là cột mã, cột B là tên của cái vật phẩm nó, cột C là cái tác dụng hay sao á, còn cột D là cái số lượng mà chúng ta có thể nhận được. Ok, con tinh linh Verona này thì số lượng chúng ta là 1, cho nên các bạn xẹt xong các bạn nhấn số 1. Ok, đây đó, các bạn xẹt xong các bạn nhấn số 1 thì các bạn sẽ nhận được, sau khi các bạn nhận xong thì các bạn sẽ nhận được một con tinh linh Verona. Ở đây thì mình chắc chắn mình không nhận được rồi, tại vì đây là web Jimmy rồi. Đó, cho các bạn nhận xong thì nó sẽ tự động vô túi các bạn luôn. Rồi xong, đó đơn giản thôi. Tôi gie rất nhiều, các bạn thích cái nào cũng được. Tiếp theo là ví dụ như mình muốn nhận BB Ám Nguyệt. Đây, chỗ cái màu xanh mình đang khoanh đây. Mã của BB này là, đây mình ví dụ cái khác cho các bạn nha. Bây giờ mình ví dụ là Long Thạch Hỏa Hồn đi. Đó, chỗ màu xanh đây là. Đây là trang sức 1m5. Mã của nó là sẽ là bên cột A nha, 1200003. Rồi, 1200003. Đó. Mã con dê nó ngắn thôi, các bạn ghi nhớ cũng được, không cần phải copy cho nó rắc rối đâu. Rồi, ở tin có cái trang sức mét cưỡi này thì cái ở cột D số lượng giới hạn đó là 9999. Thì những cái số như thế này có nghĩa là chúng ta có thể đổi 9999 cái. Đó, tùy vào các bạn thôi, các bạn muốn đổi bao nhiêu cái các bạn đổi. Những cái mà nó cho giới hạn cao như vậy thì các bạn có thể đổi được 9999. Các bạn xẹt xong các bạn 9999 thì các bạn cũng có thể nhận được 9999 nha. Có nghĩa là nó cho chúng ta giới hạn bao nhiêu thì chúng ta nhận bấy nhiêu thôi, chúng ta không có nhận quá được. Ok, ví dụ như cái này là 9999 nhưng mà chúng ta chỉ cần nhận một cái là được rồi, tại vì trái sứ bếp cửa chúng ta không cần nhiều, một cái là đủ rồi, chứ các bạn nhận cho nhiều cũng đâu có làm được cái gì đâu. Ok, tương tự thì ở đây có cá mập xanh lớn đồ là các bạn nó ghép sẵn cho chúng ta luôn nè, tự do ghép với mô phỏng, ôn dịch ghép với mô phỏng, rồi Nico ghép với dừng lại, nói chung là nó ghép hết cho các bạn rồi. Ok, nhân tiện thì mình cũng cho các bạn một cái con dê luôn đó. Cách con dê mình đã nói vậy, các bạn đã hiểu chưa? Ok chưa? Ở cột A là cột con dê, cột B là cột tên, chúng ta chỉ cần quan trọng là cột A với là cột D thôi. Cột A là chúng ta lấy cái mã, còn cột D là số lượng rồi các bạn nhận rồi. Ok, đó mình đã nói vậy rồi mà bạn chưa hiểu nữa là mình chịu luôn á. Rồi quay lại với cái game thì mình cho các bạn biết một cái con dê thế này, đó là khi các bạn mới vào thì nó chỉ lên level 1 thôi. Mình sẽ cho các bạn một cái con dê mà sau khi các bạn nhận xong thì nó sẽ cho các bạn nó giống như kinh nghiệm đó các bạn. Các bạn sử dụng thì nó sẽ lên cấp. Đó, các bạn nhận max số 9 cái đó luôn, rồi các bạn mở ra sử dụng dần dần cho nó lên cấp 180 là cấp max đó. Ok, anh em nhớ tranh thủ cày cuốc cho nhanh để lên cấp nha. Lên cấp 180 các bạn đua top rồi bạn sẽ có phần thưởng. Rồi, bây giờ mình sẽ coi cái số đó là số mã con dê bao nhiêu để mình chỉ cho các bạn luôn. Rồi mình sẽ để phần mô tả luôn nha. Nói chung là để phần mô tả cho anh em cái link cái con dê kinh nghiệm đó, chứ các bạn tìm rất là cực. Ở đây rất là nhiều luôn, các bạn kéo đừ luôn á. Cho nên tìm rất là mệt chứ không phải dễ đâu. Rất là nhiều con dê. Ok. Đó, quá trời luôn. Tổng cộng là 2.900 luôn hả trời. 2.000 3.000 luôn á.
để mình coi coi, tổng cộng là 3.191. Ok, nói chung rất là nhiều, nhiều lắm các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình sẽ đi coi cái mã con dê đó rồi mình nói cho các bạn luôn. Ok, mình đã quay trở lại đây thì cái mã con dê đó có số như sau, các bạn nhìn là cho nhận lấy bao của mình 70741. Rồi, tổng cộng có 5 chữ số thôi, 70741. Rồi các bạn xẹt. Đó, các bạn nhấp mã số 9 nha. Ui giời ơi, mã thì nó nhiều quá, 9999 thôi. Mình cho nó giới hạn thôi, nhận được 4 số thôi. Đó. Rồi, các bạn ghi nhớ cái mã con dê này, 70741 xẹt 9999469. Đó. Quan trọng là cái 70741 đó, nếu bạn nhận lẻ bao là trong túi của các bạn sẽ có 9999 cái túi kinh nghiệm. Sau đó các bạn dùng dần dần thì nó sẽ tự động lên cấp cho các bạn nha. Từ cấp 1 nó sẽ lên tới cấp 180 luôn. À, max cấp luôn á, rất là phê loài luôn. Rồi, xong. Nói chung là web hệ đặt mới này thì mình thấy cũng khá là thích. Bởi vì có dê ưu đãi cũng như là nhiều cái nó phê lắm các bạn. Nói chung là nhiều cái mà từ trước tới giờ mình chưa được thấy. Mà nếu nhận con dê là chúng ta có thể thấy được rất là dễ dàng thôi, cho nên mình cũng rất là thích. Nhưng mà nói chung thì mình cũng làm clip lâu lâu mới làm cái thôi, không có làm nhiều. Những cái web lậu đó thì cài rất là mệt. Ok, nhưng mà không sao. Dù sao thì rất là mong anh em sẽ vào chơi, để có gì báo cáo cho mình biết cũng được. Đó, có gì mới thì có thể anh em nào nói mình nghe. À, có nhiều bạn cho mình mượn nick để mình sau ạc cũng như là làm clip thì càng tốt nữa. Giống như bạn Hoàng Johnny gì đó. À, cái ạc mà bữa mình sau đó bạn mấy dòng S, 4S luôn á, rất là phê. Rồi, ok, clip này thì đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là nhớ đăng ký kênh, subscribe, ủng hộ cho mình và kích quảng cáo nhiệt tình nha. Mình sẽ cố gắng càng ngày càng ra thật là nhiều clip thú vị cũng như là mới mẻ cho các bạn coi. Cho nên em nhớ tích cực ủng hộ cho mình, like video, đăng ký kênh, subscribe và kích quảng cáo nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hải tặc mới .com, anh em nhớ cái link đó nha để các bạn truy cập vào. Hiện tại thì fanpage đã có khoảng 500 like rồi. Hải tặc mới, các bạn nhấp hải tặc mới là có clip của mình đó các bạn. Đây đó, mình tìm kiếm hải tặc mới nè, là nó sẽ ra web game là đầu tiên, web game là trên cùng, tiếp theo là tới clip của thanh niên nào đây, web vua hải tặc mới nhất còn nóng. Trời ơi, ghê thật, thanh niên này ghê thật các bạn ơi. Thanh niên đăng clip mà được lên TV luôn nè. À, clip của mình thì được hai cái đây, bình luận game vui tặc web lậu hải tặc mới bách ba linh cô dê, rồi bình luận game vui hải tặc cô dê của hải tặc mới đó, mình được hai cái lên TV nè. Ok, bây giờ xuống dưới đây hình ảnh thì thôi khỏi nói luôn, đàn clip của mình không phải thật. Bạn nghĩ gì về web lậu này? À, cái này là hải tặc mới, cái clip đầu tiên mà mình làm về cái web này. Rồi, tiếp theo là linh cô dê nè các bạn. Đó, đây là muốn có sức mạnh thì phải hy sinh. Ngon thật nha. Mấy cái hình ảnh này được mình được lên TV hết luôn. Băng đô Zimbel nè. Ôi giời, rau trắng Sura, rau trắng VS Brook. Ôi, rèn nhẫn cho Brook. À, game hải tặc Việt Sabo Haki. Kinh thật. Gì? Game tiểu bác vương bách một mình cũng được lên đây. Rồi, cái này không phải của mình. Oh, phê. Cảm thấy thật là tự hào quá đi. Ôi giời ơi, phê chưa? Tài clip của mình không à. Rồi, thế thôi nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Và xem clip mình hãy like video, đăng ký kênh, subscribe cho mình và kích quảng cáo nhiệt tình. Thế thôi. Rồi, tạm biệt các bạn. Có gì thì anh em nhanh chân truy cập vào, rồi vào server xa, server A mà các bạn test đi. Rồi. Mình thì mình thật sự là không có thời gian để chơi, cho nên anh em cứ chơi thoải mái đi. Rồi, chúc các bạn chơi game vui vẻ, xem clip của mình cũng vui vẻ luôn. Rồi, bye bye.